Xin chào tất cả các bạn và các anh em. Hôm nay tôi giới thiệu và hướng dẫn cái cách câu cơ bản thẻo lưỡi gắn lông kim tuyến. Thì cái thẻo lưỡi này thích hợp cho các anh em đi câu các loài cá nước mặn, nói chung là cá biển và một số loài cá nước ngọt, chủ yếu là cá suối, đó là cá mương hoặc là cá chày. Với cái thẻo lưỡi gắn lông kim tuyến thì nó sẽ thích hợp cho các anh em đi câu cá nước mặn hơn, thì chủ yếu các loại cá như là cá nục, cá ngân, cá trích, cá sòng, cá bạc má, và đặc biệt là những cái loài cá nhỏ sống ở dưới đáy biển rạn san hô, cũng câu cũng khá là hiệu quả. Thì cái lưỡi này nó có gắn những cái lông kim tuyến này, đó, và những cái hạt nhà quan. Những cái hạt nhà quan này nó khá là quan trọng nha các anh em, thu hút cá và kích thích cá nó ăn rất là cao. Thì cái dây này là dây fluorocarbon. Dây fluorocarbon này nó chống xoắn, chống rối khá là tốt so hơn những cái loại dây cước. Thì cái một cái thẻo này nó có 10 lưỡi và mỗi cái thẻo nó dài tầm khoảng 14 xăng nha các anh em, 14 xăng. Một cái thẻo nó dài tầm khoảng mấy xăng? Tầm khoảng 13 xăng. 13 xăng. Nó có phun số từ số 3 4 5 6 đến số 12. Đó. Thì các anh em mà đi câu cá sòng này, cá nục này, đó, những cái loại cá nó lớn hơn xíu thì các anh em có thể sử dụng cái lưỡi nó lớn hơn, từ số 9 đến số 12. Anh em câu cá sòng thì có thể dùng lưỡi lớn hơn. Những cái anh em đi câu cá ngân, cá trích thì có thể sử dụng số 6, số 7, số 8, số 9 là vừa. Nếu mà các anh em đi câu cá ngân thì có thể không cần những cái lông kim tuyến này, các anh em có thể cắt nó đi hay là đỡ rất là ít. Thì những cái loại cá ngân nhỏ các anh em chỉ cần sử dụng những cái hạt dạ quang thì thôi, câu nó khá là hiệu quả. Từ con cá ngân nó nhỏ lắm, khi mà các anh em câu cái miệng nó rất là nhỏ, để lông thì nó vào nó táp, nó sẽ khó là rất là khó dính. Các anh em chỉ cần để những cái hạt này thôi, và có thể thắt cái thẻo này ngắn lại, thì bên A đồ câu có bán luôn những cái thẻo mà không có gắn lông kim tuyến, chủ yếu là các anh em đi câu cá ngon. Hiện nay ở khu vực miền Tây Kiên Giang, những cái chỗ mà đi ra trụ điện Hòn Sơn câu cá ngon rất là nhiều. Câu cá ngon thì các anh em chỉ cần cái thẻo và có những cái hạt này thôi, dùng lưỡi số 6 đến số 9 là các anh em câu rất là hiệu quả. Còn các anh em đi ra biển xa hơn câu cá nục, cá sòng thì các anh em cứ để cái thẻo này ha, câu rất là ok. Với các anh em đi câu cá mương, cá chày thì cũng không cần buộc những cái không cần những cái lưỡi cá lông này, chỉ cần những cái hạt này thôi, lưỡi và có những cái hạt này thôi, và cái lưỡi nhỏ nhé, lưỡi số 5, số 6, số 7, và cột cái thẻo nó ngắn tầm khoảng 5 xăng là các anh em câu phải nói là cực kỳ hiệu quả luôn nha các anh em, vô cùng hiệu quả. Về cái theo cái kinh nghiệm của mình thì nếu mà các anh em đi câu bằng cái thẻo này thì nên sử dụng những cái cần nó có độ cứng ML hoặc là M, là các anh em quấn nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì những cái mẫu cần này nó có cái độ nảy, các anh em dụ nó dễ hơn. Những cái cần cứng quá thì dụ nó sẽ bị đơ, cái action lưỡi nó không có đẹp thì cá nó ăn nó rất là khó dính. Các anh em sử dụng những cái cần, cái đọt nó dịu hơn. Và khi mà các anh em câu thì cái cột ở phía dưới nó một cái cục chì, cục chì tầm khoảng
50 gram trở lại. Nếu mà các anh em đánh tốc độ thì có thể sử dụng cục chì lớn hơn, thì các em thả xuống thì nó sẽ lặn xuống nhanh hơn, thì các anh em sẽ đánh tốc độ hơn. Còn cái bình thường thì các anh em sử dụng chì 30 đến 50 gram là vừa. Các anh em đánh nước cạn hơn thì có thể sử dụng chì nhẹ hơn, và cái cây cần dịu hơn, đánh nó sẽ hiệu quả hơn. Các bạn và các em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết.